Xin chào quý vị và các bạn đến với phần điểm tin trong nước ngày hôm nay của chúng tôi. Giá vải thiều cuối vụ tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang hiện đang tăng từng ngày, có thời điểm cao gấp 5 lần cùng kỳ năm 2023, tuy nhiên vẫn được nhiều người tiêu dùng tìm mua. Theo chia sẻ của người tiêu dùng, vải thiều hiện đang cháy hàng tại rất nhiều tiệm trái cây. Rất nhiều khách hàng phải đặt trực tuyến với giá 1 triệu đồng 5 kg, tức khoảng 200.000 đồng 1 kg. Một vài khách hàng khác may mắn hơn mua được giá rẻ, nhưng cũng phải nhờ người thân mua từ Lục Ngạn, Bắc Giang mới có hàng với giá 140.000 đồng mỗi kg. Một tiểu thương kinh doanh vải thiếu nhiều năm ở thành phố Hà Nội cho biết vừa tiêu thụ 50kg vải thiếu Lục Ngạn cuối vụ với giá 1.450.000 đồng cho thùng 8kg, tức mỗi kg có giá là 181.000 đồng và phải vét sạch vườn mới được 50kg, nhưng vẫn không đủ giao cho khách đặt trước. Năm nay, sản lượng vải thiều bán ra tại cửa hàng giảm một nửa vì khan hàng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, các tiểu thương chuyên bán trái cây nói, mỗi ngày phải nhờ 4 đến 5 mối sỉ thân quen ở Lục Ngạn thu gom nhưng chỉ được vài tạ vải. Hiện tại chỉ lấy giá sỉ loại 1 là 145.000 đồng mỗi kg, nên khi bán lẻ lên 210.000 đồng. Lãnh đạo chợ đầu mối nông sản Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh cho biết, gần một tuần nay vải thiều đã không còn về chợ. So với năm ngoái, sản lượng về chợ năm nay giảm mạnh trên các chợ đầu mối online, nhiều tiểu thương và doanh nghiệp cũng tìm mua nhưng không có nguồn. Tại miền Bắc, các vùng trồng vải tại các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Dương đã thông báo hết vụ. Anh Hoàng, thương lái thu mua vải thiều tại Lục Ngạn cho biết, chỉ khu vực Tân Sơn là còn vải, giá ở đây tăng từng ngày. Hôm 24 tháng 6, mỗi kg khoảng 110.000 đồng, hôm sau lên 120.000 đồng và đến ngày 27 tháng 6 là 140.000 đồng. Mức giá này cao gấp 2,5 lần đầu vụ và cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các thương lái, giá vải cuối vụ tăng cao chủ yếu do nguồn cung năm nay quá thấp. Không chỉ vải thiều ở Việt Nam mà cả Trung Quốc cũng mất mùa, khiến các thương lái năm nay đổ xô về huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang và các vùng trồng vải khác để thu gom. Điều này làm giảm mạnh lượng vải vận chuyển vào các tỉnh miền Nam. Ủy ban nhân dân thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai đã huy động hơn 100 người tìm kiếm nạn nhân bị mất tích tại khu vực dưới đập thủy điện Sử Bán 2, hồ thủy điện xã Bản Hồ. Tối 28 tháng 6, thông tin từ văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai trên địa bàn thị xã Sapa vừa có một người bị mất tích khi đi qua suối Mường Hoa thuộc địa phận xã Bản Hồ. Danh tính nạn nhân được xác định là Lý A Phẩu, dân tộc Giao, sinh năm 1992, trú tại thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ. Trước đó vào khoảng 10 giờ cùng ngày, anh Lý A Phẩu đi qua suối Mường Hoa dưới chân đập thủy điện Sử Bán hai để bẫy chim. Sau đó, gia đình và người thân không liên lạc được. Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân thị xã Sapa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan và Ủy ban nhân dân xã Bản Hồ huy động hơn 100 người thuộc các lực lượng công an, quân sự kết hợp với nhân dân hỗ trợ gia đình liên lạc, tìm kiếm anh Phẩu tại khu vực dưới đập thủy điện Sử Bán 2, hồ thủy điện xã Bản Hồ. Hiện lực lượng chức năng thị xã Sapa vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Trước đó do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, từ đêm 27 tháng 6 đến dạng sáng 28 tháng 6 năm 2024, trên địa bàn thị xã Sapa có các đợt mưa vừa, mưa lớn, gây lũ cục bộ trên các sông, suối. Chiều 28 tháng 6, ông Phan Xuân Phúc, chú tại quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng cho biết, trong ngày, phía ngân hàng An Bình, AB Bank đã mời ông tới điểm giao dịch tại thành phố Đà Nẵng để trao đổi các thông tin liên quan đến việc tài khoản nhảy múa. Ngày 28 tháng 6, ông Phan Xuân Phúc, ngụ quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng cho biết đang làm việc với Ngân hàng An Bình, AB Bank, chi nhánh Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời sẽ trình báo cơ quan công an về khoản tiền 5 triệu đồng bỗng dưng nhảy múa từ tài khoản không sử dụng từ lâu. Phía Ngân hàng AB Bank cho rằng có một số thông tin chưa thật sự rõ ràng nên cần trao đổi thêm với khách hàng, sau đó sẽ có thông tin đầy đủ chính thức. Theo ông Phúc, trước đó ông có mở tài khoản mã số theo số điện thoại cá nhân của mình để giao dịch tại AB Bank nhưng do nhiều bất tiện trong công việc nên gần đây tài khoản này không được sử dụng. Ông Phúc cũng không nhớ mật khẩu, không thao tác hay có giao dịch nào. Ngày 24 tháng 6 vừa qua, ông đang ngủ thì nhận được điện thoại của người tự nhận là nhân viên Abibank đề nghị hồi chuyển số tiền 5 triệu đồng mà một khách hàng tại thành phố Hà Nội đã gửi nhầm. Khi đề nghị gửi bảng sao kê, ông Phúc thấy có biến động số dư. Một người tên HTN đã chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản ông nhưng cũng trong ngày ông phúc nói dù mình không thao tác gì thì tài khoản vẫn tự động nhảy múa có nhiều lượt chuyển tiền ra ngoài với nội dung thanh toán các thẻ điện thoại khó hiểu hơn số điện thoại được nhận nạp tiền lại chính là số cá nhân mà ông phúc đang sử dụng tuy nhiên dù trong tài khoản ngân hàng có phát sinh giao dịch thanh toán thẻ nhưng điện thoại ông phúc lại không được cộng tiền thưa quý vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Argentina Lionel Scaloni sẽ bị cấm chỉ đạo một trận tại Copa America vì lỗi sơ đẳng trong quá trình tham gia vào trận đấu. Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Argentina, ông Lionel Scaloni và Ricardo Gareca, thuyền trưởng của đội tuyển Chile, đều bị cấm chỉ đạo một trận vì lỗi rất nghiệp dư. Huấn luyện viên Scaloni để học trò vào sân muộn trong hiệp 2 trận đấu giữa Argentina và Canada. Trong khi đó huấn luyện viên Gareca cũng chậm trễ đưa cầu thủ vào sân thi đấu ở cuộc đọ sức với Argentina ở lượt trận thứ hai. Trước mắt, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ vừa ra án phạt tiền 15.000 đô la Mỹ cho các liên đoàn có người vi phạm. Tuy nhiên, sau hai chiến thắng chật vật trước Canada và Chile, đội tuyển Argentina đã giành vé đi tiếp và việc huấn luyện viên Scaloni hay Lionel Messi xuất hiện trong đội hình ở lượt cuối không còn quá quan trọng. Được biết Lionel Messi được cho nghỉ ở trận cuối gặp Peru. Argentina chắc chắn giành quyền đi tiếp nên huấn luyện viên Lionel Scaloni muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị ra sân. Bên cạnh đó, Messi cần được nghỉ ngơi khi có dấu hiệu chấn thương ở trận đấu trước. Ở tuổi 37, Messi vẫn đóng vai trò quan trọng trong đội hình của Albi Celeste. Tuy nhiên, huấn luyện viên Scaloni phải cân nhắc dùng Messi một cách hợp lý, bởi trong hơn một năm qua, Messi thường xuyên gặp vấn đề cơ. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Lãnh đạo Cục Đường Thủy Nội Địa, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đến thời điểm này chưa thể khẳng định nguyên nhân gây ra sạt lở bờ kênh Bạc Liêu vàm lèo là do hoạt động nạo vét. Tuy nhiên, để đảm bảo khách quan và an toàn cho người dân, Cục đã yêu cầu nhà thầu dừng toàn bộ công trình nạo vét và chỉ đạo cơ quan độc lập khảo sát chi tiết lại các khu vực thi công và sạt lở để đánh giá cụ thể hơn. Liên quan đến vụ sạt lở kênh vàm lèo Bạc Liêu, Cà Mau khiến nhà cửa của hàng chục hộ dân thành phố Bạc Liêu bị trôi sông, Ngày 28 tháng 6, ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Đường Thủy Nội Địa cho biết, đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo ông Đạo, dự án nạo vét đảm bảo giao thông kênh Vàm Lẻo, Bạc Liêu, Cà Mau được thực hiện theo kế hoạch bảo trì năm 2024. Tuyến có tổng chiều dài 18 km. Năm ngoái, cục này đã nạo vét được 10 km và năm nay tiếp tục triển khai công tác nạo vét 8 km còn lại. Vào đêm 20 tháng 6 đã xảy ra sự cố sạt lở bờ, gây ảnh hưởng tới cơ sở vật chất của 27 hộ dân khu vực ven sông thuộc khóm 6, phường 5, thành phố Bạc Liêu. Hôm sau, sạt lở tiếp diễn và ảnh hưởng thêm đến 8 hộ. Sau khi sạt lở xảy ra, Cục đã cử đoàn công tác vào trực tiếp hiện trường để đánh giá tình hình và cùng địa phương tìm phương án khắc phục, hạn chế ảnh hưởng của sạt lở. Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang lập hồ sơ xử lý một vụ sang chiết ga trái phép được ngụy trang trong container cực kỳ tinh vi. Trước đó, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, công an thành phố Thủ Dầu Một phối hợp phòng cảnh sát kinh tế, môi trường công an tỉnh Bình Định kiểm tra khu vực đất trống chứa nhiều thùng container nằm trên đường DX54, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. Tại đây, công an phát hiện ông Nguyễn Bá Vinh, 38 tuổi, đang sang chiết ga trái phép. Tại hiện trường, ông Vinh đang kết nối ống dẫn khí từ van bồn chứa trên xe tải biển số 61E-01775 vào van bồn chứa được ngụy trang bên ngoài bằng các tấm tôn trên một xe ô tô tải không biển số khác. Các công an đã thu giữ hai xe ô tô tải, 3 máy nạp khí, 39 bình ga đã sang chết xong và dán niêm màng co giả, các nhãn hiệu ga có tiếng trên thị trường. 11 vỏ bình ga đã qua sử dụng, tổng giá trị tăng vật khoảng 1,5 tỷ đồng. Sau khi xảy ra nhiều vụ cháy thương tâm, thông qua luật thủ đô, Quốc hội đồng ý cho Hà Nội được phạt vi phạm đất đai, xây dựng phòng cháy chữa cháy cao gấp đôi cả nước, khi cần thiết cắt điện nước công trình vi phạm. Cụ thể, luật được thông qua quy định mức tiền phạt cao hơn nhưng không quá 2 lần mức tiền phạt chung do chính phủ quy định và không vượt quá mức phạt tối đa theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với một số hành vi vi phạm hành chính tương ứng. Mức phạt trên được áp dụng trong các lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, luật quy định, trong trường hợp thật cần thiết để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp được áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện nước với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm phòng cháy chữa cháy.